này có thể là bằng nhôm nè, nhưng mà có cái loại so sắt ở phía trong. Nãy giờ kiếm một cái sản phẩm không có bằng nhôm đâu, kiếm thì suy thử trước giờ không có suy. Vì trong ngành trang sức mình không ai lấy nhôm làm hết á. Mình có loại do sắt ở trong này. Sản phẩm trước khi mình muốn làm xi mạ là mình phải để sản phẩm dơ là mình phải rung rửa tẩy cho sạch sẽ trước đi, rồi mình đi mình đóng thử nhôm này, không thích nè. Cục này 500 nha, này 500 hết á. Này hết nè, cái này là hợp kim, có gì có sắt, gì có inox nè. Đây là cái giúp gấp. Nó hết nè. Hết cái ngắt rồi. Đây, không hết nè. Thử nè. Không hết nè. Nào. Chỉ có loại sắt này nó hết nè. Có loại sắt không mà quỷ hết. Đây. Nó không hết nè. Nhớ hàng thử VC ok không?